hồi đó không mặc được. Hỏi cô xem, trời ơi, ngồi làm sao nó cũng mấy cổ bên trên. Nhưng mà thấy rõ ràng đó là mình không có biết mình ra sao, nhưng mà nghe mọi người lâu ngày gặp lại chỉ có khen là da hôm nay là tốt lắm, sáng lắm, vừa sáng và vừa cái lỗ chân lông nó không to như ngày xưa. Là cái thứ hai nghĩa là khi mình chườm gan á, là trời ơi đâu có tập thể dục, trời ơi cái người này lười biếng thể dục lắm, nhưng mà chẳng qua là chườm gan, nó kiên trì tháng này qua tháng kia nó săn lại thôi, là không chỉ nó săn lại thôi. Chứ cái bụng thì rõ ràng nếu mà quay cái bài học mà ngày xưa đó, cái bài học đầu tiên mà học cảm xạ thì sẽ thấy cái bụng mấy lớp luôn, tao luôn tiết thực rồi bụng vẫn to, mặc dù xuống cân nhưng mà bụng vẫn to. Chườm gan mà nếu như mà ai mà tập thể dục mà chườm gan thì nó lại càng săn nhanh nữa. Ở đây là cũng lâu mấy tháng rồi cô mới gặp lại là cô thấy hẳn luôn, khác hẳn luôn, da sáng, da sáng rạng rỡ luôn á. Và cái bụng này em thấy là ngon nhất của ai đấy đó. Hôm trước là làm được cái bụng như này, hôm trước chị bằng là chị phải bằng cái áo sơ mi. Đúng rồi dạ, không mặc được. Từ ngoài học trường cũng cũng dạ không có để ý, nhưng mà hầu như là cái lúc mà đi Mỹ về á, là ai cũng nói quá sao mà coi như là rất lớn luôn, là tiếng do đi Mỹ là mình đi du lịch quá nhiều, cũng như là mình giống như thể dục vậy đó, thì nó lại càng xuống bớt nữa không? Và cái mà phải nói là nãy giờ học cái đau vai á, nếu mà hồi đó mà máy là phải giơ tay xin làm rồi, tại vì cái vai đau ghê lắm. Cô nhớ cái bài học mà lúc mới học cảm xạ không, trời ơi, nhờ rung động thư giãn á, nhờ anh Tuấn đem đồ theo, anh Tuấn nói ý quên rồi đó, cái là cái rung động thư giãn sau cái đợt đó về nghe nó bớt hẳn luôn. Cái xong cái mình chườm gan thời gian mình cũng nghe có hồi nó đau lại, có hồi nó không đau, quên bẵng luôn, tới bây giờ là không có đau gì, mấy tháng là nay cũng biết đau cái vai là cái gì hết. À mà hồi đó thì phải nói nó đau mạnh tính, nó đau mà không nhấc lên được, mỗi lần đi Honda là phải đi giày nè, hỏng giày thì nó mỏi quá không chịu được rồi về không làm được. Nói chung cái vai phải này mỗi lần em bấm thì em bỏ hẳn luôn, không bấm, bởi vì mỗi lần mà em em bấm cho một người ngay không có làm được, bỏ hẳn. Nhưng mà thấy không nhận là hết rồi, là không hay. Em nghĩ là cái lọc gan á ha, thì cái rõ rệt mà em nhìn thấy như lúc nãy em nói cô là cái mà mình bị nhiễm khuẩn, là mình thấy được rõ ràng thức ăn sạch và không sạch. Điều hành đó một tháng cũng ăn lung tung lan tan được, nhưng mà về đây trời đất ơi, ăn kè phố mới có mấy ngày thôi là cái bụng làm cho không chịu được, đau bụng mà đi cầu mà nó kiệt thực đó. Cái chuyện ra hay quá, trường gan hay quá, tiêu chảy là trường gan. Bây giờ em có một số bệnh nhân mà trường gan thì khỏi nói rồi, trường gan là ngủ rất ngon, nó mới nhớ được. À lúc nào cũng ngủ ngon, ngủ sâu hết trơn á, cho dù bữa nào là cũng ngủ ngon ngủ sâu. Cái mặt chảy hẳn nó nhiều chứ. Em bây giờ là còn ăn chưa sáng đi sáng. Dạ. Hồi đó không mặc được. Hỏi cô xem, trời ơi, ngồi làm sao nó cũng mấy cái cổ bên trên. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.